Trân chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Trân chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Giờ Trân mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Trân để tham quan và khám phá một khu resort đặc chuẩn 4 sao tại Ông Lan của thành phố Phú Quốc nha cô chú anh chị và các bạn. Trân đang đi vào cổng chính của khu vực resort 4 sao Chelsea Spa của Phú Quốc. Khu resort này thì nằm ở bãi biển Ông Lan của đảo Phú Quốc và cung cấp chỗ nghỉ đặc chuẩn 4 sao với đầy đủ tiện nghi như spa nè, hồ bơi ngoài trời, cung cấp nhà hàng, buffet buổi sáng và phục vụ các món ăn Á Âu và rất là nhiều các món ăn để cho du khách lựa chọn, và có chỗ bãi đậu xe riêng nè, và có quầy nước view biển nhìn quầy bar view biển nhìn rất là đẹp nha cô chú chị và bạn. Quý khách có thể sử dụng wifi miễn phí và chỗ đổ xe riêng của khuôn viên luôn. Thiết kế của Chelsea Resort and Bar Phú Quốc được lấy cảm hứng từ không gian yên tĩnh nè, không khí bầu trời rất là trong lành vào buổi sáng nha cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng ở Phú Quốc thường có hay mưa rào nhẹ và rất là mát và dễ chịu. Tất cả các bungalow và biệt thự tại đây đem đến không gian yên tĩnh và có view ngoài biển nhìn rất là đẹp. Đây là một biểu tượng của khu resort Chelsea and Spa. Tất cả chỗ nghỉ đều có máy điều hòa nè, tủ quần áo, phòng thay đồ, khu vực ghế ngồi, cát an toàn và bàn làm việc, phòng tắm riêng đi kèm tiện nghi như bồn tắm, vòi sen, đồ vệ sinh và giày dép, rồi tất cả đầy đủ nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là khu vực quầy lễ tân, bây giờ Tần sẽ vào khu vực quầy lễ tân quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nha. Được thiết kế từ rổ, bố trí bàn ghế này kia, treo lồng đèn, nhìn cũng khá là ấn tượng và đẹp mắt. Tại trung tâm spa của Chelsea Resort cung cấp kết hợp các liệu pháp chăm sóc truyền thống và hiện đại giúp cho du khách thư giãn và phục hồi sức khỏe. Du khách có thể tham gia các hoạt động thể thao như dưới nước, như là đi thuyền bơm, lướt ván bồm, chèo thuyền ra kayak nè, và bóng chuyền trên bãi biển nữa. Chelsea Resort Spa Phú Quốc cách nhà thùng nước mắm khoảng 4,3 km và cách chợ đêm khoảng 5,1 km. Sân bay gần nhất là sân bay quốc tế Phú Quốc, cách resort là 35 phút lái xe nha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ Tần sẽ đi vào khu vực nhà hàng buffet buổi sáng của Chelsea and Spa để quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem. Khu vực rất là rộng luôn nha. Tần thấy rất là nhiều khách Tây đến đây nghỉ dưỡng, tại vì khách Tây rất là thích những khu resort, những bungalow mà có view biển nè, và gần gũi với thiên nhiên, có sandwich nè, bánh mì nè, nói chung là các món ăn nhẹ. Buffet buổi sáng thì chủ yếu là các món ăn nhẹ cho du khách thôi. Nhà hàng thì nằm ở vị trí rất là hoàn hảo trên bờ biển và phục vụ các món ăn đặc sản địa trung hải cũng như ẩm thực địa phương và quốc tế, các món Á Âu, đầy đủ các món hết. Gồm có nước uống nè, salad, đồ xúc xích, bò, mì xào hải sản, đồ nói chung là đầy đủ các món. Có một chiếc xuồng chở đầy đồ ăn ở trên trong nhà hàng buffet của khu resort này nha cô chú anh chị và các bạn. Có mì xào hải sản nữa nè, mì xào bò, cũng có trái cây tráng miệng, nước uống, rồi nước cam, và có cả nước dưa hấu nè. Bên đây thì có trứng luộc, bún tôm thịt nè,
Từng thấy các resort ở Phú Quốc này đều phục vụ các món ăn chủ yếu là các buffet vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Còn mình đặt mình combo luôn thì có cả buổi trưa nữa nha cô chú anh chị và các bạn, có phục vụ buổi trưa nữa. Rất là đông khách luôn. Bây giờ Tần sẽ đi ra phía ngoài và ở trên tầng trên của khu vực nhà hàng và quay xuống toàn cảnh khu vực phía dưới cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nha. Cảnh ở phía dưới quá là đẹp luôn. Ở view biển thì có phía sân phía dưới nhìn ra biển, bố trí bàn ghế để cho du khách thư giãn và ngắm cảnh, uống nước và tận hưởng những phút thư giãn khi đi du lịch tại khu resort 4 sao Chelsea Spa này. Xung quanh thì được trồng rất là nhiều dừa xanh tươi và những thảm cỏ thực vật trải dài rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Ở phía trên khu vực nhà hàng được bố trí trang trí những lồng đèn nè, rất là đẹp, đầy đủ màu sắc. Các anh chị nhân viên ở đây phục vụ rất là nhiệt tình và vui vẻ luôn. Bây giờ Tần sẽ đi xuống khu vực quầy pha chế vài nước, quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem với Tần nha. Nãy Tần ở đi khu vực phía trên nhà hàng buffet, bây giờ Tần sẽ đi xuống tầng dưới. Ở tầng dưới thì có shop bán các đồ bơi, đồ tắm rồi cho khách mua sắm ở trong này luôn. Shop bán các loại đồ. Còn đây là sports center. Các dịch vụ ở đây thì nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Các tông màu ở khu resort thì toàn là màu trắng hết nha cô chú anh chị và các bạn, màu trắng là chủ đạo. Tần đã kêu ra hai trái dừa rồi, bây giờ Tần mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng uống dừa, dừa dứa cùng với Tần nha. Dừa ở đây thì một trái là một có giá là 120 24 ngàn mấy trăm á cô chú anh chị và các bạn, như là 125 ngàn đó, hai trái là 250 ngàn cô chú anh chị và các bạn. Nói chung là những resort ở Phú Quốc thì bán dừa bán nước thì có giá cũng trung bình thôi, ổn từ 70 đến 100 hai mấy đến 130 ngàn một trái dừa ngay cô chú anh chị và các bạn. Khu resort Chelsea Spa này thì vừa có giá là 125 ngàn trái. Đây là khu vực phía view biển nhìn rất là đẹp. Bây giờ Tần mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Tần để tham quan và khám phá toàn cảnh khu resort Chelsea Spa 4 sao của ông Lan Phú Quốc cùng với Tần nha. Khu vực phía biển thì được bao lưới nè cho khách chiều ra đây tắm biển rồi. Cảnh quá là đẹp luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Hướng này là hướng mình đi về cầu cảng quốc tế và Vĩnh Cậu luôn nè. Thằng đang đứng ở view biển, có thể quay hướng này có thể mình ngắm toàn cảnh của khu vực khu resort Chelsea ấp Ông Lan này luôn. Những bọi gà được thiết kế làm những lồng đèn. Buổi sáng còn rớt hạt mưa li ti.
từng quay những khu resort, những khu vui chơi, những khu resort nào cũng nhằm khu resort thì có bán nước rồi cho khách vô uống ngắm cảnh tham quan. Nhiều khu resort không có bán thì có bán vé để cho vô tham quan của chú anh chị các bạn, chứ không có cho khách lạ mà vô tự túc quay này kia. Ngọt không vậy du khách? Chào chào quá. Lạc. Đây, Tần sẽ đi quay những bungalow cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem những căn villa ngói đỏ nè, mây lợp mây rồi nhìn rất là đẹp và sang trọng. Rồi, đây là hồ bơi, hồ bơi ngoài trời view biển của khu resort Chancy này nhìn rất là đẹp nha. Xung quanh thì được bố trí bàn ghế nằm, ghế dựa, đồ dù trắng. Khá là đẹp luôn. Đường đi thiết kế cũng khá là ấn tượng. Phải nói công nhận một điều là khu resort này đẹp cả đường đi luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Đường rất là sang trọng và sạch sẽ, đẹp đẽ. Những căn bungalow hướng biển như thế này ở trên thì lợp đó lá hoặc mây cô chú anh chị và các bạn, còn toàn ở dưới thì được che rèm gỗ. Đây là khu vực spa kêu bằng bungalow luôn, đại luôn đi. Những đây là chỗ chăm sóc lòng và thư giãn. Khu này là khu spa nha cô chú anh chị và các bạn. Thằng sẽ đi hết khu vực này quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem. Đường đi nè cô chú anh chị và các bạn rất là đẹp. Mỗi căn bungalow đều có một tượng đầu người như thế này. Ở một phòng, nói phòng thì ở bên trong thì đầy đủ các tiện nghi như vòi sen, vòi, rồi các sắt, tivi, rồi bàn ghế, ga niệm thì tông màu trắng hết nha cô chú anh chị và các bạn. Có trồng cả đu đủ nữa. Tần quay dài hướng này rồi tần sẽ bọc ra mé biển và tần sẽ đi lên phía trên quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem toàn cảnh của khu vực
khu resort Chelsea của ấp Ông Lan Phú Quốc này luôn. Mình sẽ bọc xuống hướng biển. Này. Cảnh đẹp mê hồn luôn. Những căn bungalow, những villa ở hướng biển. Đây là bồn tắm. Ở trước phòng có bồn tắm nghe cô chú anh chị và các bạn. Bồn tắm ngoài chợ, bồn tắm trong trước phòng, bồn tắm lộ thiên. Rất là đẹp luôn. Phải nói không còn gì mà nói nên lời luôn. Ở phía biển thì cũng bố trí những cái dù trắng nè, ghế nằm để cho khách nằm thư giãn và ngắm cảnh biển. Rồi ở đây là vòi sen để cho khách xả nước ngọt lại nghe cô chú anh chị và các bạn, khi tắm biển lên nước mặn lên đây mình xả nước ngọt lại nè. Đẹp quá. Đây là biển của Chelsea Resort and Spa Phú Quốc. Chào mừng đến với khu vực bãi biển. Mình đứng ở phía này là mình xả nước vòi sen ở trên đầu đó. Đứng đây. Vòi sen trên đầu mình dặn nước chảy xuống. Sau lưng những căn bungalow, những căn villa nhỏ như thế này là đồi núi, cây xanh trùng điệp nhìn rất là đẹp. Còn ở trước mặt là view biển. Tuyệt vời luôn. Khách Tây á cô chú anh chị và các bạn, khách Tây rất là đông. Ở đây có một cây khóm biển. Có trái luôn nè cô chú anh chị và các bạn. Nhìn rất là dễ thương, thấy cưng không? Trái tròn vo luôn. Resort này ở phía biển thì cũng trồng rất là nhiều dừa luôn. Có cả xích đu, ghế bằng ghế may nữa.
ở đây là chỗ để khách thư giãn nằm massage rồi. Có cả mấy chiếc thuyền, mấy chiếc sắc kỳ rồi cho khách trải nghiệm trên biển rồi. Có cả sân bóng chuyền nữa nè cô chú anh chị và các bạn. Sân bóng chuyền đầy đủ hết, đầy đủ các tiện nghi ở khu resort Chancy Spa của Phú Quốc này hết. Giờ đi chưa hết, đi chưa hết nó bọc lần này, đi tiếp, thằng sẽ đi quay tiếp. À, còn ở phía trên nữa nha cô chú anh chị các bạn, khu vực trên, đi đi nãy giờ hai mấy phút mà chưa hết nó của khu vực resort Chancy. Mình sẽ đi lên phía trên nè, một qua quầy lễ tân nè. Hi, good morning. Khách Tây nha cô chú anh chị các bạn. Họ ở đây Tần thấy khách Tây rất là nhiều. Tần đi vào buổi sáng. Đây là khu vực những căn bungalow ở lưng núi, tựa núi. Các anh chị nhân viên nè, cô chú anh chị và các bạn đang đi dọn phòng và thay ga niệm rồi. Mới nãy khách Tây thấy mình quay video rồi chào rồi. Khách Tây rất là nhiệt tình nha cô chú anh chị và các bạn, rất là thoải mái luôn. Mình quay rất là tự nhiên với mình, nói chuyện rồi rất là nghe im tai và dễ chịu. Còn khách Việt mình nhầm cô chú anh chị còn hay về không cho mình quay rồi.
chứ. Dọn phòng hả chứ? Dạ đúng rồi. Em vô đi. Dạ. 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 Nhìn những căn villa những như thế này nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn, có hồ bơi ở phía trước luôn nè, để tầng vô phòng tầng quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nha. Đó, hồ thiết kế rất là đẹp, kết hợp toàn tông màu trắng nhìn rất là sang trọng nha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ tăng ở phía bên trong này là những căn villa có hồ bơi riêng, được dừng lại những mảnh tre nè, nhìn rất là độc lạ luôn. Tầng nhìn mới nãy tầng tưởng không có phòng ở bên trong nữa chứ, ai dè có những phòng ở bên trong nhìn rất là sang trọng luôn. Những ô cửa màu đen được làm từ tre, ở bên trong là những căn phòng á cô chú anh chị và các bạn, mới nãy tầng vô tầng quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem rồi đó, thật bất ngờ. Đẹp ghê chưa? Đầy đủ tiện nghi. Giờ video của Tần cũng đã dài, Tần xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn thấy video của Tần hay, cho Tần một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp Tần nha, để Tần có thêm động lực ra những video tiếp theo. Bây giờ Tần chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha. Tầng nãy giờ tầng đi hết của khu vực địa sọt chanh si rồi đó cô chú anh chị và các bạn, gần nửa tiếng tầng loại, gần nửa tiếng mới hết khu vực của khu địa sọt chanh si and spa của ấp Ông Làng Phú Quốc này luôn. Phải nói đẹp thiệt, quá là đẹp luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Giờ tầng chào và hẹn gặp lại của chính chị và các bạn mình nha. Bye bye.